hợp chúng ta vừa tập rồi và cũng trình tự y như thế luôn. Và đấy là trường hợp số 1 toàn đơn. Quay trái đỗ hạn thẳng biến đóng chung lại làm cho các bạn bước chân trước về quay sau đấy, tôi đẩy chéo chữ x cái chân tôi nó cũng xoắn vào bắt đầu biến đóng chung lại kết thúc của hộp số 1 bắt đầu sang hộp số 2 quay trái chữ độ một lần cộng thêm hai lần nữa đi như thế đổi tay hai lần ba lần hết quay sau 180 độ đỡ thượng đẳng ba lần đi như thế đỡ thuận thượng đỉnh bằng cách rút chân sau lên nguyên tắc quay sau của các bạn một lần hai lần bây giờ thứ ba hết hết xong dừng lại đấy, một hơi thở rút chân sau lên lấy chân trước là trụ trụ là bản đề rút chân sau lên về tư thế hai chân song song tay ở dưới này đẩy kéo từ dưới đan điền lên trên thu chân trái vào mở chữ V cách hai tay xuống chỉ vậy bây giờ chào xong là kết thúc bài. Còn tôi chưa nhìn thấy chào mà ai mà chạy về hoặc là làm một cách khác các bạn sẽ chịu. Một bài quyền mở đầu và động tác chào kết thúc một động tác chào. Được chưa? Và các em quan sát về xem trên mạng nhiều vào các bài quyền karate kendo bạn học với phong thái di chuyển của bạn. Từ thông qua các động tác chào chuyển đi nhưng mà mạnh mẽ thông qua các động tác ra đòn và có các điểm dừng để giúp cho tổng thể cái bài nó tạo thành sức mạnh đấy. Nó dừng lại lại tâm tiến động đấy. Dừng lại chúng ta mới quay sau chứ các bạn không được đều đều như thế nó không có điểm nhấn đấy nhở không có điểm nhấn.